Tấm biển này được dựng lên cách đây chừng 4 tháng, nâng cấp mặt đường Lê Hữu Trác dài chừng vài trăm mét, với thời gian được ấn định là khởi công từ tháng 2 năm 2024 và hoàn thành vào tháng 4 năm 2024, nghĩa là sau khoảng 2 tháng sẽ hoàn thành. Và đây là hiện trạng con đường mà chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Quảng Ngãi cùng nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh An đã hứa và đã làm. Không hề vướng giải phóng đền bù, nhưng 4 tháng đi qua vẫn chỉ là bụi và nước. Nhiều hộ gia đình đã phải chuyển nhà đi nơi khác để tránh ô nhiễm. Những người dân còn ở lại buôn bán thì luôn ế ẩm, thu nhập giảm sút. Ế lắm, để dài rồi dọn vô biết thôi chứ. Mà đây có đường đai, bụi quá mà thất thu nhiều rồi chứ. Nên nè họ bỏ ở đây hết đó, nhòa cửa thấy chưa, bụi bặm lắm, họ không dám mở cửa mà. Đường Nguyễn Bình Khiêm ở phường Trần Phú cũng trong tình trạng tương tự, khởi công cùng lúc và cũng không hề vướng đền bù giải tỏa. Chỉ nâng cấp vài trăm mét mặt đường và làm cống thoát nước. Nhưng công trình bỏ hoang mấy tháng nay, mặt đường lồi những miệng cống ngang dọc đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đó mà lấy đường đây là lồm lao rồi đó chứ, đà cổ lũ sĩ rồi chứ. Bây giờ lấy đường lồm thì coi như là giờ để bạch và lũ biết thôi. Bò không buông bón không được nữa. Thậm chí tới cái máy cái mà có ô đó ngang. Để nhỏ đi ban đêm đi hạt về đó ngang, té đều đều. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Quảng Ngãi đã từng khẳng định là đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 sẽ hoàn thành mấy trăm mét nâng cấp mặt đường Lê Hữu Trác và Nguyễn Bình Khiêm. Người dân kỳ vọng sẽ có tuyến đường phố sạch đẹp để vui đón dịp lễ vừa rồi. Nhưng lời hứa cũng chỉ là hứa và niềm tin lại một lần nữa bị suy giảm. Đến 30 tháng 4 là đã hoàn thành, nhưng mà bữa nay là qua 30 tháng 4 rồi. Nhưng mà đường thì mùa nắng là rất bụi, bụi bặm hai bên nhà dân tất cả đều phản ánh. Nhưng mà không thấy là trống nhựa đâu hết, và bữa nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Đi thì mưa thì nước thì động, nắng thì bụi vô đầy nhà dân hết. Khi đã lòm thì phải cố gắng để cho lòm xong cái đường, để trống nó đầy đủ cho dân, để cho họ có cái tiện lợi sinh hoạt cho nó tốt, chứ không có để lâu dài vậy được. Tấm biển này đã không còn hiện hữu ở vị trí thi công công trình như quy định của luật xây dựng. Khi đã không thực hiện đúng lời hứa thì người ta xóa đi dấu vết, nhưng không thể qua mặt được người dân bởi bụi đất vẫn còn đó thì bức xúc càng nhân lên. Suốt mấy tháng trời rào chắn, thậm chí có lúc bịt cả lối đi, những sợi dây ngang dọc như thời Covid, và không biết đến khi nào thì mấy trăm mét đường này sẽ hết cách ly.